xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta cùng xem vòi hồ inox chất liệu inox súp 304 của Euroline, ký hiệu L121, và đây là đóng gói của sản phẩm. Trong mỗi sản phẩm của Euroline thì đều có một phiếu bảo hành chính hãng của công ty cổ phần Euroline Việt Nam ở đây. Và đây là lắp trục và đây là thân vòi. Đây, chúng ta cùng xem chi tiết nhé. Lắp trục này được dập từ inox nguyên miếng 304 và vẫn còn một cái lớp màng bảo vệ ở đây. Lớp này là lớp màng bằng nhựa. Đây, chúng ta có thể lột ra khi sử dụng. Đây, chúng ta thấy là trên lắp trục được dập chữ súp inox 304. Và đây là thân vòi. Chúng ta cùng xem chi tiết thân vòi này như thế nào nhé. Thứ nhất là đầu vòi được làm từ ren ngoài với ren 21mm. Chúng ta thấy là ren 21mm. Ren này là ren phù hợp với tất cả các đường ống chờ, ren trong của các ống nước nhựa hoặc các ống PPR phổ biến tại Việt Nam. Đó. Trên thân của sản phẩm thì được dập logo 304 ở đây để khẳng định là chất liệu 304. Logo của Euroline thì được in laser ở bên hông của thân sản phẩm. Đầu vòi. Đầu vòi này thì chúng ta có thể tháo rời. Chúng ta có thể tháo rời đầu vòi này. Tuy nhiên là ở đây đóng bằng máy rồi, hơi cứng. Để chúng ta phải dùng một cái khóa hoặc cái kìm chết để bấm vào đây để chúng ta vặn ra. Đấy. Thì tôi sẽ vặn thử chúng ta xem đầu vòi này thiết kế như thế nào nhé. Đây, chúng ta có thể đây, đó, chúng ta có thể tháo rời được đầu vòi ra rồi. Đó, đầu vòi thì được thiết kế thêm một cái gioăng cao su ở đây để chống rò rỉ. Đây, chúng ta có thể thấy là các vết đúc của sản phẩm rất là sắc nét, ren sắc nét. Khi tháo ra chúng ta có thể kết nối với các đường ren khác phù hợp với kích thước này, và các đường ren này thì hầu hết là phù hợp với tất cả mọi loại kích thước mà chúng ta hay sử dụng. Đây, ren này là ren 21 luôn nha các bạn. Đó, ren 21 phù hợp. Về phần khóa thì chúng ta cần phải tháo. Chúng ta sẽ xem chi tiết sản phẩm này luôn. Đây, khi đây cũng là cái cách để thay van khóa. Thì chúng ta để ý là ở đây có một cái lắp, thì lắp này chúng ta có thể gỡ ra được. Chúng ta có thể tháo cái lắp này ra một cách bình thường thôi, là chúng ta dùng một vật nhọn để lạnh nó ra. Cái nắp này thì được dán bằng keo hai mặt ở đây thôi. Đó, chúng ta thấy là có một con ốc ở đây. Chúng ta sẽ phải dùng vít để chúng ta vặn con ốc này ra để tháo tay cầm ra. Đó, tôi sẽ cho mọi người xem chi tiết. Con vít này của Euroline cũng được làm từ inox 304 nha các bạn. Đây, chúng ta có thể tháo rời được tay này ra. Đó. Chúng ta thấy trong này sẽ là một van cũng bằng inox 304. Đây. Khi mở thì chúng ta cần có một chìa khóa vừa với con ốc này và chúng ta xoay ra thôi. Đó. Các bạn có thể thấy là chi tiết tất cả của Euroline sẽ khác hoàn toàn với các sản phẩm khác. Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn chất liệu của sản phẩm này là như thế nào. Tại sao giá thành của Euroline luôn luôn mắc hơn các sản phẩm rẻ tiền khác bán ở trên thị trường. Và tôi sẽ có một câu giải đáp ngay sau đây khi thử, để các bạn nắm được là tại sao giá của sản phẩm của Euroline luôn luôn đắt hơn. Là bởi vì
Thông thường ở bên ngoài, tất cả các sản phẩm khác đều làm từ inox 201. Mặc dù vẫn dập logo 304 ở trên thân này, nhưng mà trên thực tế thì sản phẩm chỉ là inox 201 thôi. Vì vậy, giá các sản phẩm rẻ tiền thì chúng tôi cam kết đó là 100% là inox 201. Nhưng sản phẩm của Euroline được làm từ inox 304 nguyên chất. Vì vậy, giá thành của Euroline cao hơn nhưng mang lại chất lượng ưu việt hơn và bền vững hơn tất cả mọi sản phẩm khác. Sản phẩm của Euroline sẽ không bị reset theo thời gian. Và tôi sẽ thử cho các bạn thấy, cũng giống như các video clip thử inox 304 trước đây, thì tôi có một lọ thử chất liệu inox. Các bạn thấy là nếu inox 201 thì màu của vật liệu thử nó chuyển sang màu đỏ, 202 là màu hồng, 301 là hồng nhạt và 304 là màu xám. Tôi sẽ nhỏ trực tiếp dung dịch này lên trên thân vỏ. Đây, tôi sẽ nhỏ lên cho các bạn thấy. Nếu trên thân vòi này mà chuyển sang màu khác, màu đỏ, màu hồng thì chứng tỏ sản phẩm không phải là inox 304. Đó. Vì vậy, khi mua, quý khách lưu ý những sản phẩm rẻ tiền thì chúng tôi cam kết 100% đó là inox 201. Nhưng đối với Euroline, sản phẩm của chúng tôi luôn luôn làm với chất lượng cao và để phục vụ nhu cầu quý khách. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ làm những sản phẩm chất liệu rẻ tiền. Đây chúng ta có thể thấy, đây tôi lau đi, và chúng ta có thể nhìn thấy là trên thân là màu xám, đó màu xám. Như vậy sản phẩm này là sản phẩm inox 304. Tại sao giá thành của chúng tôi luôn luôn cao hơn các sản phẩm khác? Có những sản phẩm giá rẻ hàng chợ bán chỉ bằng một nửa tiền sản phẩm của Euroline. Nhiều khách hàng kể cả đại lý của chúng tôi cũng vẫn thắc mắc là tại sao giá thành của Euroline cao hơn các sản phẩm khác nhiều đến vậy. Nhưng đây là câu trả lời chính xác cho các bạn. Đó là sản phẩm bằng inox 304 nguyên chất. Vì vậy, giá thành của chúng tôi cao hơn nhưng chất lượng đảm bảo hơn, kể cả là từ van ceramic. Các bạn thấy là chúng tôi đã đóng van bằng máy tương đối cứng. Đó, không như các sản phẩm khác, van này bằng van nhựa sẽ rẻ tiền hơn rất là nhiều nữa. Đó là lý do tại sao giá thành của Euroline luôn luôn cao hơn các sản phẩm khác. Đối với dòng sản phẩm vòi hồ như vậy, ở ngoài thì dòng vòi hồ này rất là thông dụng, có rất là nhiều mức giá khác nhau. Đó. Với các chất liệu như là Atimon, rồi inox 201, tệ hơn nữa là Atimon các bạn, là sản phẩm sẽ mau chóng bị reset hoặc gãy sau một thời gian sử dụng. Đó. Còn riêng đối với sản phẩm của Euroline thì chúng tôi cam kết là chất lượng ưu việt và các bạn có thể sử dụng lâu dài qua 5 tháng. Tiếp đến tôi sẽ giới thiệu với các bạn về công năng của vòi này. Vòi hồ inox Euroline L121 này, ngoài công năng xả nước, kết nối với các đường dây tưới cây hoặc các ống nước để phục vụ cho các mục đích truyền dẫn, thì đầu vòi này của chúng tôi được thiết kế một cách đặc biệt là đầu vòi này có thể kết nối với đường cấp cho máy giặt mà quý khách không cần phải mua thêm bất kỳ một linh kiện nào để thay thế, để gắn thêm. Chúng ta chỉ việc đưa đầu ống cấp của máy giặt kết nối vào đây là xong, và sản phẩm sẽ không bao giờ bị rò rỉ đối với các khớp lối. Vì vậy quý khách khi mua sản phẩm này có thể dùng được cả cho máy giặt đó, và quý khách tiết kiệm được một khoản mua đầu kết nối có thể là đắt hơn cả giá trị của một cái vòi này. Đó, đây là công năng ưu việt nhất của vòi hồ Euroline. Chúng tôi sẽ có một đoạn clip để giới thiệu về công năng của đầu vòi này. Thì vòi L121 và vòi L118 của Euroline thì đều có kết thiết kế như vậy. Vì vậy là chúng ta có thể xem cái clip công năng của đầu vòi 118 thì tương tự như đầu vòi 121, và chút nữa chúng ta sẽ xem ngay ở sau video này. Còn đây là lắp chụp, khi gắn thì chúng ta gắn lắp chụp này vào phía bên trong và nó sẽ che đi phần kết nối
với thân tường đó, thì sản phẩm sẽ nhìn sẽ hoàn hảo hơn đó. Chúng ta có thể thấy ở mọi góc độ đó, vò thì được gạt rất là trơn tru và nhẹ nhàng đó, chúng ta thấy là rất là nhẹ nhàng thôi. Các bạn thấy là màu sắc của sản phẩm nó đã khác với các sản phẩm khác rồi. Màu sắc của Euroline thì rất là sáng, nhìn rất là hoàn mỹ, không giống như các sản phẩm rẻ tiền khác. Đối với Euroline thì chúng tôi luôn luôn cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất, giá trị nhất, và đặc biệt là đúng tiêu chí chất lượng và chất liệu của sản phẩm. Chúng tôi luôn luôn hy vọng mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm giá trị nhất, phù hợp nhu cầu sử dụng với chất lượng tối ưu. Vì vậy quý khách đừng ngần ngại khi chọn mua sản phẩm thương hiệu Euroline Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng thương hiệu Euroline trong suốt 10 năm qua để chúng tôi khẳng định thương hiệu ở trên thị trường Việt Nam. Hy vọng Euroline sẽ được phục vụ mọi người trong thời gian tới. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam, và chúng ta cùng xem công năng hoàn hảo của vòi này như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn công dụng tuyệt vời của đầu vòi, vòi hồ máy giặt Euroline EN118. Và đây là vòi đã được lắp đặt. Chúng ta thấy dòng nước rất là mạnh mẽ. Và đây tôi có một đầu chờ máy giặt. Chúng ta có thể kết nối đầu chờ máy giặt này với đầu vòi của Euroline một cách đơn giản, và quý khách không cần bất kỳ mua thêm bất kỳ một linh kiện nào để đấu nối cho việc lắp đặt vòi cốc cho máy giặt. Trên thị trường thông thường thì các đầu vòi máy giặt đều có định dạng như vậy. Vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu và thiết kế ra đầu vòi cho vòi hồ máy giặt Euroline. Đây chúng ta có thể thấy, chỉ việc nhấn và kết nối tất cả lại đã xong, rất là hoàn hảo. Đây chúng ta có thể thấy khi mở nước không hề bị xì, chúng ta thấy nước không hề bị xì, nước không hề bị xì, chúng ta thấy kết nối rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Vâng, đây là vòi hồ EN118 của Euroline, công dụng rất là hữu ích. Quý khách nên lựa chọn vòi hồ EN118 của Euroline cho đường cấp máy giặt, nó rất là thuận tiện, đơn giản. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.